Chào bạn và chào mừng bạn đã tới tham dự khóa đào tạo huấn luyện về thiết lập mục tiêu, thiết lập kế hoạch. Và tôi là Trường Nguyễn, hiện giờ tôi đang là tác giả sách, huấn luyện viên phát triển bản thân và huấn luyện viên phát triển doanh nghiệp. Và rất là vui được đồng hành cùng bạn ở trong suốt khóa đào tạo huấn luyện này. Thì ở trong cái khóa đào tạo huấn luyện này, Trường sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình này với những kiến thức, kỹ năng mà bản thân đã nghiên cứu, đã học tập và áp dụng vào với thực tiễn. Và có rất nhiều công trình nghiên cứu sẽ được đưa ra ở cái chương trình huấn luyện này, có rất nhiều bảng biểu, và Trường kỳ vọng rằng sau khóa đào tạo này các bạn sẽ đạt được những cái kiến thức, những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm tuyệt vời giúp cho bạn biết cách thiết lập cái kế hoạch, thiết lập mục tiêu dành cho bản thân, dành cho tổ chức hay dành cho gia đình, sẽ giúp cho bạn kỷ luật bản thân, bám sát mục tiêu và bạn trở thành một người có ảnh hưởng. Và ở chương trình huấn luyện đào tạo này sẽ gồm có 4 phần. Phần thứ nhất đó chính là tư duy về cái sự tầm quan trọng của thiết lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu. Cái phần thứ hai đó chính là những cái nguyên tắc, những cái công cụ, những cái công trình nghiên cứu để giúp bạn có thể áp dụng vào thực tiễn với cái sự phát triển của cá nhân hay của doanh nghiệp các bạn. Và thứ ba đó chính là những cái ví dụ thực tiễn. Và cái thứ tư đó chính là tổng kết cuối khóa học và những cái câu hỏi, câu trả lời. Hay là Trường sẽ đồng hành cùng bạn trong suốt cái khóa đào tạo và sau khóa đào tạo nữa. Và chúc bạn thành công. Lợi ích khi học online trên Unica, học mọi lúc mọi nơi, chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.